Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình. Mình là Sám Chín Gaming. Ok, có một bạn gửi mình cái ad để vô xem thử. Cái ad hiện tại thì bây giờ là đang ép cấp nha anh em. Hiện tại bây giờ đang level 77 và bạn nói là sao nó hơi yếu một xíu. Do ad mới mua cho nên là bạn nó cũng không biết là chơi như thế nào. Hiện tại thì bây giờ trong con game nó có khá là nhiều các sự kiện anh em ạ. Tại vì nó chuẩn bị qua ngày mới rồi anh em. Qua ngày mới thì nó sẽ có cái sự kiện gọi là nạp sinh nhật. Cái video này mình quay cũng gần qua ngày rồi anh em ạ. Hiện tại bây giờ là 10 giờ tối rồi. Cho nên là nó sẽ thiếu những cái sự kiện anh em xíu mà sẽ up lên nó sẽ bị thiếu hơn một số cái sự kiện sinh nhật thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ xem chủ yếu anh em ta sẽ soi cái ạc anh em. Bạn đã hỏi mình là sao nó thừa thưa sự kiện hết trơn á. Thì tất nhiên là nó sẽ có khá là nhiều sự kiện để mà khuyến khích anh em ta nạp mà anh em. Game mà giờ mà anh em. Thì bây giờ thì để mà nạp thì hiện tại bây giờ nó chưa có sự kiện sinh nhật anh em. Thì có thể là khi mà up video này lên thì nó đã có sự kiện sinh nhật rồi. Mà mình nghĩ là sau khi mà có sự kiện sinh nhật thì mình sẽ làm một cái video, thì lúc đó mình sẽ nói chi tiết hơn, lúc đó thì nó sẽ dễ hơn anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ soi sơ qua cái ad của bạn nó xem thử là hiện tại bây giờ đang có những cái gì anh em. Ad này bạn nó mới mua lại và mình không biết là mua bao nhiêu tiền anh em. Nhưng mà mua một cái ad thì nó sẽ rẻ hơn nhiều so với việc anh em ta sẽ nạp nha. Hiện tại thì về trong ad nó có cả con kin luôn anh em ạ. Wow, ad này có cả con kin luôn, ghê với anh em. Quá là xịn luôn này anh em. Có cả Rayleigh huyền thoại này anh em. Quá là VIP slip luôn anh em ạ. Uta nè, Luffy Nika nè anh em, Lawano nè, Odin nè, Sengoku. Wow, Luffy tứ hoàng nha anh em. Kaido nè anh em ạ. Luffy Tago nữa nha anh em. Luffy Tago thì bên đây là Luffy Wano anh em ạ. Đấy, Inel Sanji này kia, kiểu anh em ta chỉ quan tâm đến mấy con tướng ở trên thôi. Đó chính là con Yamato, Kin, Gailey, Uta với lại con Lawano thôi anh em ạ. Luffy Nika này chắc mình nghĩ là không nên đi vô trong cái đội hình quá anh em. Bốn con này với lại con Lawano hoặc là con Zugo Asuga thôi quá anh em. Để mình xem thử ở trong cái bảng danh sách những cái bạn top 1 xem thử nào những bạn nó có những cái con gì đây. Bạn top 1 này, trời, bạn đang để những cái con tướng đi nè. Bạn top 2 thì đang sử dụng cái đội hình này nha anh em. Có trời, có cả gấu trắng thầy dẻ nè anh em à. Bạn top 3 thì sử dụng mấy cái con này anh em à. Wow, Yamato lên thẳng ba trời luôn rồi anh em à. Uta cũng lên trời luôn nha. Lawano anh em à, Lawano lên cánh cam luôn rồi. Quá là VIP slip luôn á. 500k. Ôi vãi, ẹt này 500k hả? Kẻ vãi nè. Không biết có scam hay không thì mình không biết nha anh em. Anh em cẩn thận nha. Nếu mà 500k thì nó quá là rẻ luôn rồi anh em à. 0358 nè. Để xíu mình gọi vô thử đi. Rẻ phải nếu mà ạc này mua làm event tặng cho mấy anh em cũng được. Nhưng mà không biết có bị scam hay không thì mình không biết nha. Ạc này hiện tại bây giờ đang top. Trời ơi, ạc này nếu mà chịu khó nạp thì nó cũng khoảng cả tầm chục củ chứ anh em. Ạc này chắc khoảng cả tầm không biết là họ tới không nha. Tại vì King nè. Rồi thêm con gâu trắng nè anh em à. Hai con này nữa. Hai con này thì nói chung là rẻ rồi anh em. Hai con này nhưng mà nó lên tới trời luôn thì nó cũng nhiều anh em à. Tại vì nếu mình nạp vô khoảng 600k thì sẽ được một con. 600k sẽ được một con mà lên tới 5 sao thì nó cũng khá là tốn rồi anh em à. King nè. Thêm con này nữa. Chắc cũng khoảng tầm gần cái chục củ anh em. Mình nghĩ chắc cũng cỡ cỡ đó. Mà với cái giá 500k thì nó quá là rẻ luôn anh em. Hiện tại bây giờ ạc của bạn này hạng 18 nha anh em. Nên bây giờ mình sẽ xem thử cái đội hình hiện tại bây đang sử dụng trong đây là đội hình này anh em à. Đó, 1 2 3 4 5, 5 con này. Xếp đội phòng thủ mấy con này luôn nha anh em. Thuyền để mình xem thử cái dàn thuyền này. Thuyền hiện tại thì bây giờ đang là cái đóng thuyền này anh em à. Không có nhiều thuyền anh em ơi. Được có 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 chiếc anh em à. Không ta 2 4 6 8 10 12. Thiếu thuyền gâu trắng anh em, thuyền hai chiếc thuyền này nói chung là cũng được anh. Thuyền xanh thì xài tạm cũng được anh em. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ quýnh thử ấy. Mình sẽ test thử cái do cái ạc này bị ép cấp nên này mà cho nên là cái skill nó thua so với những bạn này anh em. Mấy bạn này thì cái lực chiến thì nói chung là cũng bằng bằng mình anh em. Để mình xem được cái đội hình này. Ủa, cái đội hình này thì mình nghĩ là có thể là win được anh em à. Cái đội hình này mình nghĩ là cũng có thể là win được nè. Bây giờ mình sẽ chiến lại các bạn top đó luôn. Top 13 luôn nha anh em. Thuyền mình sẽ sử dụng ba chiếc thuyền của bạn đó đang sử dụng luôn. Nghĩ là con kia nó sẽ gánh team anh em à. Ôi trời, giật màn hình luôn đó. Để mình xem thử. Wow, Rayleigh skill kinh phải mà. Skill của Rayleigh có cả hình luôn. Ôi, skill của Luffy cũng có hình nha anh em. Cái skill của King là mình không thấy thôi anh em à. Wow, quỷ Yamato bên kia đóng băng kinh nó chứ anh em. Để mình xem thử cái chỉ số đam ấy. Wow, Luffy
Gin, Luffy Gin 5, Luffy Nika anh em à. Nó đam to vãi anh em, 874k. Sau đó là tới King. Wow, ạc này bị thiếu con Zogo, Zogo Asuga nha anh em. Phải có con Zogo Asuga thì ngon quá. Mình tiêu tiêu đỡ các bạn đó, ít kim cương luôn. Bời ơi, cái ạc, cái ạc bạn top 11 này VIP vãi anh em à. Top 11 này khá là kinh khủng khiếp anh em. Wow, không biết là có cửa win không ấy này anh em à. Bạn top 12 thì mình thấy là khá là dễ thở anh em à. Top 12 thì mình nghĩ là mình win chắc rồi anh em. Top 12 này mình nghĩ là chắc chắn win này. Xíu mình sẽ xem thử cái dàn bảo vật với lại cái đống đồ của cái ạc bạn này xem thử là như thế nào. Sau đó mình sẽ quất các bạn top 11 xem thử như thế nào vậy nè. Liệu có win được các bạn top 11 hay không. Trời ơi, thấy không? Mình nói dễ thì anh em. Cái dàn tướng bên kia làm sao có cửa win được cái dàn tướng bên đây anh em. Wow, quá dữ. Bên đây toàn là mấy con tướng SB không à anh em à. Rồi, bây giờ mình sẽ xem thử cái dàn đồ nha. Đá thì 2 viên đá 7 anh em à. Còn lại đá 6 anh em. 4 viên đá 7 còn lại là đá 6 nha. Đá thì cũng hết luôn rồi anh em à. 2 viên đá 7, 3 viên đá 6, 1 viên đá 5. Đá 7, đá 6, đá 5. Wow, đá 6 không anh em à. Mấy con kia thì nó không có gì luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem tới cái dàn bảo vật nha anh em. Bảo vật hiện tại bây giờ lần Yamato là full top anh em à. Kin thì giữ năng lượng, giữ năng lượng và giữ năng lượng. Ồ, Kin thì đa số là sử dụng skill nhiều anh em, cho nên là giữ năng lượng là hợp lý luôn anh em à. Tóc tóc và giảm tỷ lệ hồi máu. Wow, hai món tóc và lại một món giảm tỷ lệ hồi máu, quay lại thời trẻ đấy mà. Hồi sinh, quả hồi sinh mỗi giây hồi năng lượng. Quả hồi sinh hồi năng lượng này, mình tưởng là sẽ hồi sinh luôn chứ. Giữ năng lượng và giữ năng lượng, ok. Tóc tóc tóc. Wow, tóc nó hơi ít nha anh em, hơi ít nha. Chỉ có được 2 sao và với lại một sao thôi. Con Yamato thì nó được 51, 35 với lại 25. Tốc 15, tốc độ hơi ít nha anh em. Dạng bảo vật nó hơi thọt xíu. Cái khay này sẽ giảm tốc độ anh em à. Trái này cứ đi lại phá hủy năng lượng, 300 năng lượng. Còn món tóc mà nữa hay không ta? Hết rồi anh em à. Này được hai cái lắc cờ khả năng tăng tốc nè anh em. Đây, vải liền rồi cái tai nghe. Ok, không còn gì. Nói chung là bảo vật gì nó cũng khá ok rồi anh em à. Hình như mình thấy nó không có nhiều hiệu ứng hết anh em. Bảo vật, giữ năng lượng, giảm hiệu quả, giảm tỷ lệ hồi máu à. Giảm hồi máu cũng được anh em à. Theo năng lượng nè. Cái này thì giảm tóc. Thôi, mình nghĩ, ôi, à các bạn này không có đeo món nào bảo kích anh em. Không có món nào bảo kích ta. Mình nghĩ là nên đeo món bảo kích, tóc. Có nên thay món bảo kích cho con Rayleigh không ta? Bỏ cái món này ra là mình sẽ sử dụng cái món bảo kích cho thử xem sao anh em à. Kỹ năng của Rayleigh là xong vào đội hình và chém 5 nhát. Ồ, chém 5 nhát bảo kích là hợp lý đúng rồi anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ mua thêm một lượng đi anh em à. Quýnh bạn thấp. Trời, bạn này. Ồ, bạn này có vẻ như hơi dễ thở hơn so với cái bạn thấp 11 đó anh em. Nhưng mà lực chiến của bạn này hơi cao quá. Cao hơn so với các bạn kia nhiều quá anh em. Để mình xem thử đi. Để ít một thôi anh em à. Rayleigh mà nó chém. Rayleigh trẻ mình thấy là tỷ lệ chém của nó khá nhiều anh em à. Tỷ lệ giai đoạn khá cao, cho nên là để món bảo kích cho mình nghĩ là cũng có vẻ như là hợp lý anh em. Rồi, mình thấy nó không hợp lý xíu nào, chết ngắt luôn rồi anh em à. Rồi, wow. Đội hình bên kia khét vải anh em à. Ghê ta. Quá là ghê gớm anh em à, thua luôn rồi. Rồi, Yamato bên mình trâu vải. Hiện tại bây giờ chỉ mất 4 sao thôi anh em. Chỉ mới có 4 sao thôi anh em à. Khá trâu anh em, Yamato trâu anh em. Trâu vật vả luôn anh em à. Có vẻ như mình mua con Uta nó hơi vội vàng ở bên cái phiên bản sinh ni quá anh em. Bạn top kia đâu mất tiêu ta, bạn top 10. Bạn top 10 hồi nãy là cái bạn bạn này thì vãi anh em à. Ui, bảo vật thì nó cũng bình thường anh em. Tóc. Ôi, tốc độ cũng bình thường anh em à. Ôi, này đều phải bảo kích hơi nhiều anh em. Bảo kích nè. Tăng 27% tỷ lệ bảo kích nè. Ôi, bây giờ không lẽ mình mua thêm 50 kim cương mà phải mua thêm một lượng nữa nè mà. Hiện tại bây giờ mình hết lượng rồi. Hết sạch kim cương luôn mới ghê chứ anh em. Thôi, chắc là mình sẽ mua thêm một lượng để mình test thử cái đội hình thôi anh em à. Bây giờ thì mình sẽ Rayleigh tóc nó hơi nhiều anh em. Rayleigh một món tóc, hai món tóc. Không lẽ bây giờ mình gắn thêm một món bảo kích nữa anh em. Giữ năng lượng ha. Cái ạc này hình như là mình thấy nó hơi thiếu bảo kích thì phải anh em à. Không có nhiều đồ bảo, có một cái này bảo kích thôi nhưng mà nó hơi thấp một xíu. Tốc độ tấn công, quỹ năng lượng. Cái này là
kháng tỷ lệ hiệu quả xấu. Mình thấy nó cũng ok rồi anh em. Ôi không sử dụng Lawano ta. Lawano nè anh em. Trời, hiện tại bây giờ là lên skill hay nháy đúng rồi anh em à. Hồi HP cho đồng đội theo tỷ lệ phần trăm đến 25% luôn anh em à. Tấn công gây suy yếu kỳ địch và tăng đến 60% sát thương. Ôi, quá là ghê gớm. Sát thương phe ta tấn công tăng lên tới 60%. Wow, hơi ngon đó nha anh em. Không lẽ bây giờ mình sẽ bỏ Luffy ra chứ anh em. Mình sẽ gỡ hết đá Luffy ra. Mình sẽ tóc ba món tóc. Bỏ ra thì nó cũng hơi uổng anh em. Không lẽ bây giờ mình bỏ ra mình sẽ lấy con bỏ Uta ra chứ anh em. Không lẽ bây giờ mình sẽ bỏ Uta, mình sẽ lấy con, chắc mình nghĩ là mình sẽ bỏ Uta ra anh em à. Thôi bây giờ mình sẽ gắn lại cho con Luffy Nika ra. Đá nè, khảm hết vô. Rồi, ok, quyết định này, mình sẽ bỏ con Uta ra nha anh em. Mình sẽ đưa con Luffy vô đây, đưa Luffy lại anh em à. Luffy Nika, tóc, cụ móc rồi thì phải anh em à. Rồi ok, hồi nãy như nó đang đeo cái cụ móc anh em à. Rồi, mình sẽ gỡ hết cái đống bảo vật này ra luôn. Mỗi giây hồi năng lượng, xe năng lượng này kia kiểu nè. Rồi, đừng lo vô nha anh em. Kỹ năng, wow, mình nghĩ là con lo vô nó sẽ ngon hơn đó anh em à. Trái cam nè, đó, một món, cái bình rượu nè. Rồi thêm một món nữa, nhìn là còn một món nữa thì bạn em. Cái món kia là cái món gì nãy mình quên mất tiêu rồi ta. Cái món kia, nếu mình không làm thì như là cái nón này thì phải anh em. Ok, ba món này thôi anh em à. Hình như là đúng rồi thì phải, đúng rồi, chính xác rồi thì phải anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ quất lại cái bạn top 10 nãy anh em. Bạn top 10 hay là bạn top 9 ta. Nãy như là mình quên bạn top 10 sao anh em. Bạn top 10 đâu rồi ta. À đây rồi, bạn ở đây rồi anh em à. Ok, bỏ con Uta ra. Bỏ Uta ra mình sẽ được con lo vô. Rồi, dứt thôi anh em. Con đợt này mình sẽ win anh em à. Wow, trói được con Uta bên kia nha anh em. Liệu trời ơi, bị Yamato bên kia nó đóng băng full team luôn mới ghê chứ anh em. Còn mỗi khi có quạng thôi anh em à. Ôi ôi, trời ơi. Hình như là có gì đó nó chết một nùi bên kia luôn thì phải anh em. Chết Lawano bên kia nha anh em, chết Uta bên kia nha anh em. Hiện tại bây giờ chỉ còn lại Odin, Luffy, Tago, lại con Yamato nha anh em. Ôi, Yamato bên kia bị đóng băng luôn rồi anh em à. Odin chuẩn bị xuống lỗ anh em à. Luffy Nika đấm anh em ơi. Quá là gắt luôn anh em à. Hiện tại bây giờ bên người team bên kia chỉ còn lại mỗi Yamato thôi nha anh em. Trời ơi, bỏ con Uta ra có vẻ như là hợp lý luôn anh em à. Quá là hợp lý luôn anh em. Quá là ghê gớm, để mình xem lại cái tem bên mình đây. Wow, Yamato đam to phải anh em à, thấy Luffy Nika nha. King ngoài tới con Lawano tới Rayleigh trẻ. Ôi, Rayleigh trẻ nó có vẻ nhìn nó hơi cùi bắp thì phải anh em à. Đam bé xíu xíu vậy ta. Ok, theo mình thấy là cái đội hình này có vẻ nhìn hợp lý hơn so với việc sử dụng Uta đấy anh em. Không biết là anh em thấy cái đội hình này có ổn áp không anh em, hoặc là cái bảo vật nó có vấn đề gì không anh em. Nếu mà thấy có vấn đề gì đó đừng quên comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ kết thúc video đây thôi, và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về cái sự kiện sinh nhật của Gomu nha. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.